anh không thèm kéo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại. Ê, chồng tôi mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao giết mày chết. Mày đứng lại. Nè, tao nói mày nghe. Đi, đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi. Hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày à, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Để đâu? Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó là để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần, ông kiếm tiền gì nuôi vợ con. Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn, trời làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà vậy làm giống ông gì? Hả? Có nghe ngược vậy? Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Không nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. À. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới nơi là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nè. Tao đi về tao thích tiểu là tao tiểu nè. À, tao tiểu là do tao do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nè. Để ở đây đứa nào tao... Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Cái gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Tao làm gì đâu. Hồi mà tao lấy mày về tao mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần á mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì, 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi. Không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá lạng hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Bỏ gì? Trời ơi, tao nói mày nghe, mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi. Để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà. Mất dạy hả mày? Mày dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều, ai ăn ít rồi. Đi mày! Anh đuổi tôi nha! Đi!
Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiêng tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi đó mà khiêng kiệu. Đi ra đây anh. Đi đi. Trời ơi. Có chỗ nào mà lấy mỡ xa ta đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Không, một mình một nhà muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửa nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc kiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, chạy chiếu ra, chạy chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. Chạy chiếu ra, tao với mày nhậu múc kỹ. Đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng ba mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng ba. Rau. Ăn tươi. Nhậu đi. Anh Tư có nhà không? Anh Tư kia, anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên, anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ hả mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà, Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Ủa? Cái tên. Ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy nè? Kỳ quá, kỳ quá. Cái gì? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc Tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bái. Ê, mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư. Vậy sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà té
tí tè với nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tao té bà nội mày. Anh Hải làm gì mà té? Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè. Tao mới uống sơ chơi chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tao kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, nó bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai vậy? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó trúng độc đắc. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi. Nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề. Em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Mày để đâu? 3 tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Đừng. Quý. Đừng gì mà đừng. Ví dụ kêu mày làm cái gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Thì mà trúng thiệt 3 tỷ số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán cái số mà. Làm sao mà em sẽ trật được ôi chứ ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phía mắt. Anh dâng dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Xong rồi lúc mà anh nhậm xuống, anh định ngồi vậy. Anh định trả lời chị. Chị tán thêm 2 bạt tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà 3 cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi. 3 cái vụ tiền 6 tỷ trời ơi. Hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi trời ơi. Anh hai. Trời ơi chết rồi, anh xỉu rồi trời ơi. Đây em. Trời ơi. Có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi này thấy cái hộp nó lấp lánh thì mới là hộp thiệt nha. Đó. Người coi tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời anh hửi, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Enhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi coi. Dạ. Thôi, thôi cho tao luôn nha. Ê, mày, mày. Đồ thiệt nha. Không phải làm nên dễ vậy. Ê, mày nói lên, nói lên. Nói lên. Sao anh tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy số rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết cái đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Dạ, giấy dò thì giấy dò. Mày đọc coi chúng không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Xin lỗi. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Không, có luôn. 221 221 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi, trời ơi. 00221. Ê, ta trúng rồi hai ơi. 00221. Mày thử là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi.
Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Dây. Trời, tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy á. Khỏi cần khen. Nói nghe nè, thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm, yên tâm, tao nói cho mày nghe nè, được. Ê, Ngọc. Tao nói cho mày nghe nè, nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ, 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con, còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ? Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày lấy tiền làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự đặt vô. Ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bự tự nhiên lại lấy cặp bự treo toàn tèn đi ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe, mày đứng mày nhó nhã một hồi à. Không cho một cắt. Báo cho mày biết vậy luôn á. Đi về đi, đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói nè mày. À, đi về. Ai? Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em mấy không? Không. Anh nhớ nó không cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. Bây giờ đi lãnh vé số. Ờ, đi lãnh vé số. Nhưng mà bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận, nhét vô đây. Hộp, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Ừ, mày để trong đó yên tâm rồi đó. Yên tâm. Ừ, thôi bây giờ nhậu đi. Uống nhậu đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày không, mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Ờ. Sang năm năm hợi mà. Ờ. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Ừ, đất coi ông nội ơi nó uống. Ờ, uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống thêm miếng nữa đi. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má đó trời. Không sao, tao lòi ra, tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Cho nó ngủ khôn chứ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Nó khôn không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Tư đâu? Anh Tư đâu? Chồng ta đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô. Kìa anh Tư nằm kia. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ổng nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè.
Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. Bây giờ ông muốn để chỗ nào để cha không đi? Chủ ý là 6 tỷ. Sáu tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập vô mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe đâu vậy? Ê, kiến cắn người, kiến cắn anh hả? Mày không biết. Con vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lót kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái tôi... Giống... Đi. Quét. Trời đất ơi. Tôi đâu phải heo đâu mà khiêng thập quyết ăn Tết. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia. Liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết. Con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc. Một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ. Ha. Mà nó nói trước khi nó đi trong nhà này chỉ có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết. Thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cứ nha. Dù không ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù một không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách, mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được lòng sau chị Tư à. Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha, tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đúng không anh hai? Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, Tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Chị Tân, chị làm gì vậy? My, heo mi. Chị Tân, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tư. Ôi gì? Chị Tư. Trời ơi, anh tự tỉnh dậy rồi. Mới nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra.
kiếm cho được, băng được, ba tỷ sớm cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám hả? Trời ơi, ba tỷ của em. Ba, sáu tỷ này chị. Sáu tỷ này chị. Sáu tỷ. Dạ. Sáu tỷ nó đâu về ta. Trời. Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á. Mày đừng ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? Chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi chị mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Một dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh lên. Dạ, em Tư ơi. Ốm mà nặng như quỷ. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỏ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Tỉnh như chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Nghe là đâu biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. À, sao? Tôi nói cho ông biết, có vé số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết ai à? Nè, anh không cần đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó đã nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mày lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ừ. 3 tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng ăn ở bất nhân sắc đức, nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đâu. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị Hai. Ê, con ngựa vé lộn. Chị Hai, tao lấy có 6 tỷ nha mày. 60 tỷ, mày nói, chị mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cha ghi ra làm chi, sao có ngồi nhậu? Theo lý vậy trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á, trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay, tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không lẽ tôi mặc bộ đó cho hối hả? Tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Đi vô đi nghe. Tôi đang nói là gì sao vô mình cho ai. Tôi không có nhậu nhẹt, có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ. Tại sao dạ, xuất hiện đây? Trời ơi, chị Hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ chứ chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy Hai? Tôi dạy anh làm sao?
Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơ mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tôi bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Tết bây giờ mình kìm hãm thú tính lại, mùng ba mình quýnh tiếp, chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ cái tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con về. Dạ rồi. Xe lăn trong tim khuất xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng được vui. Em hát cái bài đó là có lý do. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ. Xe ôm mà giờ đi ra bao nhiêu bánh bò bánh tiêu vậy á? Ai xe ôm không? Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe ôm anh. À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề, dạ vậy mời anh em lấy xe anh. Dạ đi đâu? Dạ anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh, cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh. Trời ơi anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp, mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn, mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi, mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê, thẳng như vậy mày. Ủa sao anh biểu em nói thẳng mà? Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ dạ vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Thầy thấy là bình thường rồi đó. À, dạ mời anh mặt bình thường lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa về vậy ý làm sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vui lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. Đó, đẹp, quá đẹp anh ơi. Nói lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ hết. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi. Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nó
thiệt với anh nha, không phải mò đồ mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi thằng ơi. Nó tơi tả hết trơn, nó trời thấy ghê quá đi. Nít! Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh thẳng với tôi thẳng giờ sao giờ, tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao, anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ, thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nghe. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha, nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì, anh hỏi lại. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng, mày hỏi cái gì mày hỏi. Hỏi đi, hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là Tình yêu. Được đó. Thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi. Anh cứ dầm vo hoài. Bây giờ tao hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. Anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá ha anh. Chia tay rồi. Chia tay. Em hiểu tại sao anh. Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Trên sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo không biết cầu Bình Triệu, biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thì mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng rồi, đúng. Mày anh... chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lựu đạn xa quá nha anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nha. Thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha. Đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là tôi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thực sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. Tập thể dục. Sau đó tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em. Không, vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới, tao mằng tồn mấy vòng, sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm á. Có lãng mạn không? Lãng nhấp rồi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được.
anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống, vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày nó có vô duyên vậy. Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe, giờ tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè, giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá à. Tao tức cái gì? Tao tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm, trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Còn mình mày chở em tao. Em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Về đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu. Em biết rồi, dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh, dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn, ơi. Dạ. Cho hỏi một câu được không? Ôi, mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nha. Em biết rồi. Dạ, không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy? Hồi sáng giờ không có khách. Đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Anh. Chào anh. Anh muốn đi xe ôm anh? Dạ, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Ôi, con giang giái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là. À, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹ một câu. Hả? Giờ bữa nay nó xả là nhiều dữ vậy. Ê, dạ, anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút, trời ơi, tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được, cái này thì được. Alo. À, Dũng Dũng. Ta cần 20 chiếc. 20 chiếc xe. 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Chứ lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Em... Dạ. Anh hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Vậy nghe. Rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ, đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ, em chờ. Chúc anh rồi. Vậy khỏe rồi. Úi, gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Nó ở đâu? Còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi, ở đó chờ đó ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tin tao cái gì? Hả? Nói chuyện với đại anh tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Chợ 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? Năng Nhi Đại Trung Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu không đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à. Dạ, quýnh chết mẹ em hả?
Ủa anh sao sao tự nhiên ông đòi quýnh chính mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ đi đâu? Cái gì? À. À anh kêu xe ôm tới đặng chém lộn với người ta. Chứ sao? À anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn mắc mới gây chuyện người ta kia. Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. À mà nó con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra ha. Con chó kế bên. Chó kế bên, nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh à, em nói anh nghe nè. Anh ơi, có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chứ anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ, coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. À, ông tên gì? Bảy Lé. À. Alo. À, anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. À, đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Đàn em của Tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại hả sao? Anh ghét ai kêu anh Bảy Lé lắm hả? Em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh Tài nói vậy á. Anh Tài nói anh tên Bảy Lé, em mới nói là tên Bảy Lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu lé chứ có gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà à, chết mẹ, ông lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ông ghét ai kêu ông lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, ông lên 10 lần. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, Bảy Lé. Mày, cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện với thằng em thôi rồi, mày tính ra mày. Mày chết hả? Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui như quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo. Dũng hả Dũng? Kêu người ta 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết. Hả sao mày chửi tao rảnh? Hả tụi bay bận hết rồi hả? À, vậy thôi để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Có bận cái gì? Bận hết rồi. À, tại vì lễ mà à. À, thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Ừ. Đứa chở chị nó đi siêu thị. À. Đứa chở anh nó đi đá banh. À. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? Đó. Cái gì? Chú nó đi sở thú. À. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt đó, hết rồi. Mày léo mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con tôi lụm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao mua dép Lào? À, không có. Bận hết rồi. À, bận anh... thiệt không? Dạ anh đi kêu khác đi nha. Ừ, được rồi. Tao tính gì? À, hay là... Được rồi, cho tao chút. À. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. À, em lại anh bỏ rồi em đi. Không, mày nói gì tao tự ái nha mày. À, thôi thôi. Nghe, không được nói vậy. Dạ dạ, anh đừng... Anh buồn đó. Dạ anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày nay. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. À, mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi.
mày ba mấy thằng với mày á ở đó chờ đi, một lát tao với thằng em tao qua chơi hết tụi bay, chơi khô máu tụi luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai là mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi ba mươi mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh, chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính chưa. Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ dạ được á. Trong thời gian chờ đợi. Dạ. Mày lấy chiếc xe. Dạ. Chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng vào thằng Bảy Lé. Mày nói tao Linh xe ôm, đàn em của Tài Châu Điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng Linh xe ôm. Ừ. Em của thằng Tài Chó Điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết. Nó chém em mẻ dao hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy. Chứ vậy? Để ba má em biết làm đám giỗ. Ôi, bây giờ mày chém lộn mà mày nhát có vậy? Không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng đây em chờ đàn em anh cho. À. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mạch trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt từng thằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. Tao là thằng Tài Chó Điên. À. Đàn em của thằng Linh xe ôm. Đàn anh. Đàn anh của Linh không? Xe ôm. Một mình tao chấp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Chị vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt không? Giỡn mặt cái gì? Hử? Bây giờ mày chơi không? Hử? Mày chơi với tao luôn à? Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? Mày ăn no mày rửng mỡ hả? Mày vậy? Điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? Mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quấn người ta. Hả? Giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn à? Thôi mà. Tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới rảnh cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt với mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Ừ. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt à. Không phải là giang hồ, thôi đi, mày đặt hăng máu làm gì. Ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số ông ta đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thôi đâu. Đi đâu? Là đem chém chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng đàn em của thằng Bảy Lé. Tao ra tao gặp tao chào, tao lịch sự xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng Chính Hồ. Mất dạy. Mày đã hô kệ cha ra đây. Mặt mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dặm mày luôn đó. Thôi thôi tao đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha. Mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô.
Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Accident là gì? Là tai nạn. Nhóm nhạc tai nạn. Thì cái nhóm nhạc em đặt vậy là đúng rồi. Tại vì mấy anh là gom góp từ những người bị tai nạn vô mà. Đâu tên của tụi anh là gì mà gom góp? Ông này tên gì? Giang Đung Si. Giang Đung Si là đọc theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt Nam là Giang Đụng Xe. Ông này chuyên môn bị đụng xe. Ê, chỉ một mình nó bị tai nạn thôi. Tên của anh đâu có bị tai nạn đâu. Tên anh làm gì không bậy? Bi tông đe đâu có bị tai nạn. Bi tông đe ngày xưa anh làm gì? Thợ xây. Đó anh thầu xây dựng em đặt bi tông đe là đúng rồi, là bị bê tông nó đè đó ông nội. Trời ơi, nhưng mà tụi anh á chỉ là dancer thôi. Vũ công thôi. Còn em là nhóm trưởng, cái tên của em đâu có bị tai nạn đâu. Mà tại sao đặt cái nhóm tai nạn? Tên em tai nạn còn kinh khủng hơn tên mấy anh. Tên em là Kim Soli mà. Kim Soli là nói theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt là con kim bị sao le. Là sao? Ủa, sao le đâu ảnh hưởng gì tai nạn đâu em. Em đâu bị sao le đâu. Hồi đó mấy ông kêu tôi ốm quá. Không có cái gì hết. Trước sau như một. Nghe lời mấy ông tôi đi thẩm mỹ viện. Về chưa có lành gì hết trơn à. Ông nhận mười mấy xô một lần luôn. Chở Honda mà chở ba nữa chứ. Thắng một cái là cái ấy của tôi nó ép vô vậy nó sao le luôn à. Đó, tại mày mà nhận xô cho giữ vô. Nó xa le quá rồi, bây giờ tôi đâu dám mặc đồ tây đâu. Tôi phải mặc đồ này để che bớt sự xa le. Đúng rồi. Bữa nay á, anh thấy em nhảy đẹp đi nha. Trời ơi, anh thấy em bữa nay hát hay lắm nha. Để chậm mà hôi cho anh nè. Gì vậy? Làm gì vậy? Em mắc cỡ quá. Trời ơi, ca sĩ mắc cỡ. Tại vì từ xưa giờ khán giả không khen, có mình mấy anh khen mắc cỡ. Trời ơi. Em ơi, bữa nay em hát hay quá, em đẹp quá trời quá đất luôn á. Cảm ơn anh. Trời ơi, anh nói thiệt nha. Từ lâu rồi, anh có chuyện này muốn nói với em mà, anh chưa nói. Dành hả? Anh là người đầu tiên muốn nói điều đó. Anh muốn nói với em gì? Nói cái câu mà nó định nói đó. Anh muốn nói gì với em vậy? Mày định nói câu gì nói đi. À, anh tính nói là anh bị khùng. Ủa vậy hai người khùng hết á hả? Không có. Chứ muốn nói gì? Anh định nói là Sa Văn hay vô. Là cái gì ông nội? Sa Văn hay vô. Là gì? Là cái gì? Là anh yêu em á. Tầm bậy. Nói tiếng Hàn cũng chặt. Nghe nè. Răng anh văn xa. Ủa? Răng anh văn xa là sao? Anh yêu em. Yêu em gì mà răng văn ra xa? Đây nè, yêu mà không được yêu, tao đưa một cái là văn hết bây giờ. Kỳ cục quá à. Nói chung là anh yêu em. Anh yêu em đó. Nói chung là vậy. Hai đó. Người cùng yêu mình. Không lẽ mình ốm ốm mà quyến rũ dữ vậy sao? Ôi hạnh phúc đến nó đập anh trong hứa. Mặt thiệt là bất ngờ. Em ơi. Dạ. Anh hứa sẽ đi hết cuộc đời với em. Anh hứa đi với em hết cuộc đời. Không, anh không như nó. Anh không có hứa. Mà anh chắc chắn. Anh sẽ chắc chắn đi đến với em cuối cuộc đời. Anh chắc chắn như vậy. Chắc chắn như vậy. Oh my god. Hai đứa này nó cũng nhắm rồi. Bị em cũng không có đi được hết cuộc đời đâu. Tướng cỡ này nửa đời là đai rồi. Có đây em ơi. Em ơi. Anh nhảy đẹp mà con nhà giàu nữa.
Anh đẹp trai, nhảy đẹp hơn nó. Anh à, để bay lấy nhau đi. Mày sao kỳ vậy mày? Anh đẹp trai hơn nó, anh nhảy giỏi hơn nó. Em không cần đẹp trai, còn nhảy em mướn ai nhảy không được. À, nhưng mà anh tụi anh nhà giàu mà. Anh nhà giàu. Ừ. Em không có cần tiền. Ủa sao vậy? Anh sẽ bảo vệ em. À, em đâu có ai giết chóc gì đâu bảo vệ. Nhưng mà anh sẽ lo lắng cho em. Em không cần ai lo cho em. Hai anh giàu lắm hả? Anh có muốn quà muốn tặng em? Muốn quà? Anh cũng có vậy. Chờ chút. Trời, nó đi đào cây nó tặng tôi chứ trời. Sao nè? Em quên Sô Ly. Sô Ly. Sô Ly. Bao nhiêu năm anh đi nhảy nè, anh gom tiền á mua chiếc nhẫn tặng em. Ôi đi em ơi, anh nè, anh đi nhảy mệt lắm, anh mua sợi dây chuyền, còn tiền tiếp người ta anh mua cái mặt nữa, anh hơn nó một cái. Yêu anh nha, lấy em đi anh, lấy anh nha em nha, trả lời đi. Em không biết. Biết làm gì khi có hai người yêu mình, nỡ sao đành em không muốn ai đâu, vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Yêu anh đi, yêu anh đi. Lấy anh đi em. Lấy anh đi. Bây giờ giữa hai người, giữa hai người em biết chọn ai đây? Chọn anh đi. Em biết chọn ai đây? Chọn anh. Ồ, Biren. Biren. Em chọn Biren. Sole, Sole đi theo. Biren, tao đi theo. Đứng lại. Cái gì? Mày mập quá mày chạy lại không? Hay quá ha. Ha. Nghe tao hỏi nè. Cái gì? Mày quen Jolie lúc nào? Tao quen Jolie từ lúc thành lập cái nhóm Accident này nè. Trời ơi, cái chuyện đó tao không nói. Ý tao nói đây á, mày yêu từ lúc nào? Tao yêu lâu rồi. Lâu à? Lâu là bao nhiêu? 7 ngày. Mới 7 ngày bày đặt dành Jolie với tao hả? Tao yêu nhiều hơn mày. Mày yêu bao nhiêu lâu rồi mày nói nhiều hơn tao? Hơn mày 1 ngày. Tao được 8 ngày. Chấp mày luôn đó. Trong tình yêu không phải là vấn đề thời gian chứ sao, mà là vấn đề là sự hy sinh cho nhau. Hy sinh hả? Hy sinh, tao có hy sinh cho Jolie. Mày hy sinh cái gì? Mày nhớ tuần trước không? Jolie hát ở Seoul đó. Rồi đang sao? Đang hát, đĩa nhảy, tao đang nhảy. Đĩa nhảy cái tao té một âm. Chắc gân, bông gân luôn. Đúng không? Tao có bao giờ than phiền không? Trời ơi, trặc chân là chuyện nhỏ. Mày nhớ cũng gì mày bị trặc chân ha? Mà tao phải ra nhảy thế mày bữa sau. Bình thường á là nàng mang giày múa leo lên vai mày đúng không? Đúng 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 đúng. Bữa đó nàng chơi nàng mang giày cao gót à, mà nàng leo lên đầu tao đứng nè. Lũng mắt rồi, mà phải cao đầu đổ tóc giả nữa thấy mày. Nhưng mà vậy mà nó hy sinh. Nhưng mà mày có yêu Sô Lý không? Dĩ nhiên là yêu rồi. Mày có thương tao không? Mày là bạn thân người ta cũng thương chứ. Vậy người ấy và tao, mày chọn ai? Chọn người ấy. Không lẽ chọn mày, tụi điên. Ha, bạn bè mà như vậy hả? Giành giật nhau hả? Được, tao biết. Tao biết cái gì mày cũng hơn tao. Dĩ nhiên. Thứ nhất, mày xấu hơn tao. Thứ hai, mày già hơn tao. Mà đặc biệt cái điều mà Julie thích mày, tao biết thích cái gì. Gì? Mặt mày ngu hơn tao. Chưa thấy ai mặt khờ như mày. Khờ nhưng mà có duyên được rồi. Ha, tao không cần biết. Bằng mọi giá tao sẽ chiếm được trái tim của Sully. Ôi đừng có mơ mộng em ơi. Trái tim Sully thuộc về tao rồi. Sully là của tao. 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 Tao đi kiếm Sully đi. Sully. 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 Năm nào tôi cũng ra đây tìm mấy ông, vậy mà mấy chục năm nay không gặp mấy ông. Đi đâu vậy? Bỏ một mình con Kim So Le này. Kỷ vật còn đây mà người xưa đâu rồi? Chắc là hai ông cũng đang êm ấm trong gia đình hạnh phúc.
có biết đâu mình tôi. Ngày Valentine nào tôi cũng tới đây để chờ mấy ông không. 14 tháng 12, không biết dạo này mấy ông có bình yên chăng? Cho tôi nó ảnh hưởng cái tên tai nạn miết thôi. Cầu cho mấy ông được bình yên bên gia đình. Ôi, biết chừng nào mới gặp lại hai cố nhân. Xấu mà cũng được, xấu mà cho vàng là ok. Cũng gốc cây này giờ đã thay cây khác, mà tôi cũng chưa có cây nào. Chắc hai ông không bị gì đâu. Cầu nguyện cho hai ông được bình an. Thiệt. Trời ơi, công nhận cái tên mà Văn Đung Si này của mình đụng xe. Nếu nó có hôn hay sao? Cứ năm nào đúng ngoài 14 tháng 2 là mình bị đụng xe. Công nhận vợ linh thiệt. À, cũng nhờ gặp ông bạn quý của mình, Bi Tông Si. Bi Tông Đe. Ông đâu rồi? Trời ơi. Ông ơi, lại đây. Cái gì? Tôi tưởng tôi mình tôi bị thôi, sao ông nãy tôi gặp ông lành lặn ngoài mà sao vừa thê thảm vậy? Thì đó, xe nó vừa tông ông. Tôi phải giữ cái thằng lái xe lại. Để cảnh sát tới làm việc. Hiểu. Nhưng mà tôi đâu ngờ đang đứng như cái nhà đang xây, nguyên bê tông rớt xuống bùm vô đầu. Trời ơi. Cái bà so le đặt tên hay thiệt. Trời ơi. Bi Tông Đe, Bê Tông Đè. 14 tháng 2 năm nào cũng bị đè. Bây giờ không biết giờ bà. Giờ này bà đang ở đâu? So Le. So Le ơi. Em ở đây nè hai anh. Bà là So Le hả? Không phải. Không phải đâu. Tôi So Le đây. Không phải bà So Le. Không. Tôi là So Le. Không phải mà. Tôi là So Le, không tin thử đi. Mỗi lần thử một bên. So Le mà. Thôi vậy đúng rồi ông ơi. Không ai can đảm bằng So Le hết trơn. Không ai. Tôi đây. Không nhìn ra tôi sao? Bà. Tôi đây hai ông. Đi đâu đây? Mấy chục năm rồi không gặp hai ông. Tôi buồn lắm. Biết mà. Ê, nói cho hai ông nghe. Tôi gặp hai ông ở đây tôi mừng quá. Hai ông, ủa sao cũng còn bị thương bình thường vậy? Thì cái tên mà đạt đó, accident mà. Tên nó hơi có huồng chút, nhưng mà thôi, gặp lại hai ông tôi mừng quá. Tôi dạo này tôi đang chuẩn bị đi hát nè. Hả? Mình vẫn còn đi hát hả? Sao bao nhiêu chục cái Valentine rồi tôi ra đây tôi kiếm hai ông mà sao hai ông cũng không ra tìm tôi? Hả? Đâu có. Ngày nào đúng ngày này 14 tháng 2 tôi cũng ra đây kiếm bà mà. Ông ra hồi nào? Ông ra giờ nào mà tôi không biết? 6 giờ chiều. Bà đi đâu đây? Tôi đi ra 14 tháng 12 là tôi ra đây kiếm ông, năm nào tôi không ra. Trời ơi. Tại sao mấy ông không ra kiếm tôi? Ông nói gì? Năm nào tôi cũng ra đây mà bà nói sao vậy? Thôi, ông đừng có quăng lựu đạn. Nè. 14 tháng 2 năm nào tôi cũng ra đây sao tôi không thấy ông? Ông đừng có đốt pháo nghe chưa? Ông mới là giật mềm á. Ông đừng có bỏ bom nghe chưa? Ông là quăng lựu đạn á. Nín đi. Ông nào cũng nổ hết. Tôi 14 tháng 2 nào tôi cũng ra sao tôi không thấy mấy ông? Ông đi mấy giờ? Ông đi mấy giờ? Tôi đi 6 giờ sáng. Còn ông? 6 giờ chiều mát hơn. Ủa vậy còn bà đi mấy giờ? Tôi con gái mà. Đi ra đường ông biết mẹ tôi khó khăn lắm. Đúng. Thành thử ra tôi ra đường phải lựa giờ an toàn tôi mới đi. Tốt. Tôi đi lúc đó là 12 giờ phía. Trời ơi. Trời ơi bà ơi. Bà đi vậy à?
bà không sợ má bà la hả? Đúng rồi, bác gái nhà khó tánh lắm, đi khuya má la. Biết rồi, mấy ông biết tính má tôi khó mà. Đúng. Thành thử ra đó, cứ bà dặn 12 giờ khuya phải về tới nhà là tôi về trước 12 giờ 5 phút. Tức là 12 giờ kém 5 tôi về tới nhà mà má tôi chưa về. Trời ơi. Ủa, bà đi. Mấy giờ má bà mới về? 3 giờ sáng sớm. Trời đất ơi. Má tôi còn đi kinh khủng hơn tôi đó. Trời ơi, vậy sao không bà không ra 6 giờ sáng để gặp được tôi? Ừ. 6 giờ sáng ca sĩ còn ngủ không ơi? Trời ơi, không sao không chịu 6 giờ chiều đó gặp tôi. 6 giờ chiều tôi đi hát. Trời ơi, 6 giờ chiều 6 giờ sáng mà tôi phải dậy. Dậy làm gì? Make up, hóa trang đó. 6 giờ chiều đi hát, 6 giờ sáng hóa trang. Đúng rồi. Hóa trang dữ vậy? 12 tiếng đồng hồ. Ngày xưa còn trẻ, đắp đắp lên nó đẹp rồi. Bây giờ già rồi, phải nặng từng chút. Bây giờ cái mặt tôi giống như nông thôn đang được đô thị quá, ông thấy không? Bà nội cha nó điện nó văng đầy hết trơn hết trời à. Đó, thành thử ra phải make up từ 6 giờ sáng tới 12 giờ là tôi vẽ xong cái mặt rồi. Trời ơi, vậy không ra gặp tôi. Còn phải độn người chứ. Già nó tuột hết trơn rồi. Mình phải độn mình nâng lên. Bà nâng lên cũng 2 tiếng là xong. Trời ơi, vậy sao không chịu ra gặp tôi 6 giờ chiều? Ừ. Vừa nâng xong cái người là cái mặt nó xuống màu trở lại, phải đắp lại từ đầu. Trời ơi. Tới 6 giờ đi hát luôn. Trời ơi, bà sao bà quá đáng quá. Rồi sao, bà đi hát, vẫn còn đi hát hả? Đam mê nghệ thuật dữ hả? Tôi vẫn đam mê nghệ thuật, tôi vẫn đi hát cho tới hơi thở sau cùng à. Nhưng mà có ai xem không? Có chứ sao không có. Có hả? Ngày xưa mình bán vé cho khán giả xem. Tới giờ này tôi hát cho từ thiện, tôi mời người tới xem. Ồ, mà người ta có đi coi không? Coi chứ sao không coi. Sao hay vậy? Trời ơi, đi coi vừa được coi văn nghệ, mà vừa được ăn, mà vừa được cho tiền nữa, ai không đi? Trời ơi, bà làm chuyện động trời không? Còn ông, sau khi bỏ múa giờ ông còn làm gì không? Tôi cũng còn múa như xưa bà ơi. Tướng tá vậy múa trâu coi ha. Bà đừng có khi dễ nha, học trò tôi 40-50 người không á. Trời ơi, vậy là thành vũ đoàn rồi hả? Ông múa cái gì? Múa dưỡng sinh. Múa. Sáng nào cũng ra công viên dạy mấy người già múa đó. Còn ông? Tôi cũng như ông, tôi cũng đi múa. Múa gì? Múa quạt. Sao già mà trổ bóng dữ hả? Bị bỏ bóng là quá. Tôi múa quạt. Nhóm tôi múa là 4 người lận. Ngồi múa không à. Múa gì là kì? Sao không hiểu? Thì xe bài ra quốc gì nè. Tứ sắc đó. Trời ơi ông quánh bài. Ông quánh bài mà ông kêu ông múa quạt. Ở coi gớm không? Thôi được rồi. Tại vì buồn quá không có bà tôi mới chơi mấy cái đó. Đừng có đổ thừa tôi. Chắc bây giờ ông sống rồi gia đình ông hạnh phúc lắm phải không? Trời ơi, vợ con gì đâu mà hạnh phúc. Nó bị bê tông đè chết hết rồi hả? Bậy bạo mà, tôi chưa có vợ. Ông chưa có vợ? Ừ. Còn ông? Chưa có con. Vậy là có vợ rồi hả? Hay là bây giờ tới đời con ông là không tông xe nữa mà lật nguyên kiếp? Bà đừng có bậy bạ mà. Đại khái là tôi chưa có vợ. Còn bà có chồng chưa? Em vẫn ở vậy đó. Nó ế tới giờ luôn à. Sao vậy? Cái gì? Nổi tiếng như bà, giàu có như bà không ai đeo à. Tôi nói cho mấy ông nghe, ngày xưa hai ông giành giật nhau. Tới lúc này để không ai giành giật tôi. Hai ông giành giật đã rồi không ai cưới hết. Lúc đó tôi nổi tiếng như vậy, tiền bạc tôi có như vậy, danh vọng tôi có như vậy, nhiều người đến với tôi lắm. Không phải là tôi chê người ta, nhưng tôi muốn tìm một tình yêu chân thật như hai ông. Không có. Thành thử ở không luôn tới giờ. Gì? Nè. Hả? Hồi xưa tôi nhớ ông nói là ông khẳng định ông đi hết cuộc đời với bả phải không? Đâu có. Tôi nhớ ông hứa ông đi hết cuộc đời với bả mà. Không có. Tôi nhớ là ông hứa mà. Bây giờ vậy nè, ông còn yêu bả không? Yêu. Ông có thương tôi không? Bản thân tôi vẫn còn thương ông. Người ấy và tôi, ông chọn ai? Chọn ông. Ủa sao chọn tôi? Chọn ông cho bả đó. Thôi, tôi nhường cho ông đó. Thôi, ông lấy bả hạnh phúc hơn. Ông lấy bả hạnh phúc hơn. Thôi mà ông lấy thôi. Nhanh đi. Ơi. Giờ có cho chị cũng không thèm đâu cưng. Nghĩ sao vậy? Hai cái cây này là cây ốm ốm này là của ông này. Cây lùng lùng tròn tròn này là của ông này.
hai cây vẫn còn xanh lá mà hai ông héo queo thấy gốm không? Tôi nói cho hai ông nghe, nhưng mà dù gì đi nữa, giờ này già rồi, có lấy con mần ăn mẹ gì được đâu. Không lẽ về rồi ngồi đếm răng chừng nào nó rụng ha? Thôi dẹp đi, gặp nhau như vậy mấy chục năm vậy là mừng lắm rồi. Nhiều khi tâm trạng mà có ai như tôi không? Sao? Nổi tiếng, có tiền bạc mà giờ vẫn còn độc thân. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết người đàn ông. Nhiều khi cũng nghĩ thèm mà buồn lắm mấy ông ơi. Cái việc làm gì khi có hai người yêu mình, nỡ sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Thế gian này đâu thiếu người để yêu, cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em. Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy, chót lỡ yêu chung một người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đau bận lòng. Yêu ai và quên khi đứng giữa hai người, thật lòng em không biết phải làm sao. Nếu em là một ai khác, nếu như không có anh, thì hai ta đâu có ai muộn phiền. Chung nhau lời yêu thương, chung nhau nỗi giận hờn, giờ thì chẳng có ai được chi. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi, để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hờn ghen. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muộn phiền. Bao nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn lại nỗi đau của ba người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi, để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hờn ghét. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muốn phiền. Thật lòng em không muốn. Bao nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn là ai nỗi đau của ba. Như vậy tại sao ông trời ơi cho ba đứa chúng tôi yêu nhau mà không cưới được nhau? 2+1 mà bằng 0. Tao biết lỗi tại tao. Ai vậy? Ông trời. Trời né đi coi chừng trời quánh á. Ai đánh đầu tôi nè? Ông nói luôn nè. Thôi thiệt là thôi đi đi. Đi vô đây với tôi. Bữa nay tôi phải nấu, tôi đãi cho mấy ông một bữa. Đãi gì bà? Để mừng 3 ngày. Ngày ba đứa mình gặp nhau. À, đãi cái gì hả? Ở đây, ở xứ Hàn mà. Chỉ đãi canh chua cá kho tộ là ok nhá. Tôi đi nghe. Em đi à. Đi.